Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Linh. Quý cô bác này, sau khi mà chúng em từ dưới nhà của bà cụ thấp nhất Việt Nam ấy ạ, thì lên trên này thì hiện tại em Cói đang có mặt tại chỗ này là thuộc xã Y Tý của huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai rồi. Cái nơi đây thì nói chung là cũng mát mẻ quanh năm và còn lạnh hơn ở chỗ dưới nhà em xử cờ, và bây giờ là có băng rồi. Băng thì xuất hiện từ ngày hôm qua với lại hôm nay. Đây, ủa anh xem này. Ui, em có các bạn người vùng cao, nhưng mà đây là lần đầu tiên em có. Đây, đây là như đá. Đấy, ui dồi, nó đang rụng hết này. Đây, chỗ này là khu rừng già. Đây, đầu tiên em nhìn thấy rừng. Biết thì em chưa nhìn thấy bao giờ. Ở đây là thuộc đất Y Tý và xã Y Tý rồi. Còn chỗ nhà em xử kia là, hai anh em xử kia là thuộc xã Trịnh Tường. Và phía dưới này là gọi là sân bay, là có một cái bãi rất là rộng luôn, bằng phẳng rồi. Và ngày hôm qua, hôm kia thì còn nhiều hơn, ngày hôm nay thì đã tan gần hết rồi ạ. Cái cành cây nó gãy hết này, bởi vì băng nó nặng quá. Cây nào cũng thấy gãy hết rồi nhỉ? Nó đang rơi. Đây mọi người cũng đi xem đông đây, đi cả ô tô từ phương xa đến. Được rét như này là thiệt nhất là bà con. Trâu bò thì chết trên rét. Xong là hoa màu là cũng hỏng hết. Như năm kia ấy ạ. Năm kia thì còn những cái chỗ này này còn phủ hết luôn tuyết ấy nhỉ. Vâng, nó trắng quá. Tuyết luôn. Nay chỉ mới chỉ là băng thôi. Đóng băng thôi. Hôm qua em có là có xem những hình ảnh trên mạng xã hội à? Là một người đứng sờ rung băng rơi xuống. Mai mà không lạnh nữa là băng là tan hết đấy nhỉ. Ở đâu cũng thấy cành cây gãy hết rồi. Này bà con lại thao hồ lấy củi về đun. Không phải chặt nhỉ. Cái gốc kề dưới kia trắng quá nên kìa anh kìa. Ủa, cây mới nhiều kìa. Càng di chuyển lên cao là càng lạnh ấy. Không khí bây giờ là như ở trong ngăn đông đá ấy. Trắng xóa. Trắng xóa luôn này. Này cắn răng rồi. Cây này không còn ngọn cái lá nào luôn. Không còn cành nào ở trên luôn này. Bà con không kịp rửa tay ý. Rét như này. Trâu bò cứ thả ra ngoài này. Thì cứ chết rét như này. Đấy thôi. Này chỉ có chạy. Chạy chạy như này. Đây bên kia là có cây đào rừng hay sao ấy, đúng không? Nhỉ? Ừ. Này cũng bị đóng băng luôn. Qua đợt băng này cây đào kia chắc là hoa hỏng hết nhỉ. Ừ. Đấy.
Không lạnh à? Có. Anh Thành nhìn thấy bao giờ chưa? Cách đây tầm 2014 hay 2013 thì cũng ở trên Sapa đi một lần. À, giới tiên các thứ anh nhìn thấy này. Nhưng băng thì chưa thấy bao giờ. Thấy tuyết thôi. Tuyết thì nó bé bé thôi, ấy, nó xốp ấy. Đây băng thì tảng tảng. Ăn được mà, khoái được ăn được nó, có vị gì? Thử nhá. Đây là nước này. Có vị gì? Như đá à. Mặn hay ngọt gì không? Lạnh lắm. Chừng quá. Ui anh ở đây đứng bên này này. Nhìn này. À, anh đứng vào đây em chụp cho kiểu anh ấy. Không đi được. Ôi trời. Ôi trời. Được rồi. Đấy. Rồi. Đấy, Thành phải tạo dáng chụp ảnh rồi. Ăn rồi nhá. Ăn thử nhá. Nó như đá mà, này là bản chất nó là đá mà. Chẳng qua cái không khí à, nó lạnh quá à, nó nên đóng băng rồi. Nhưng nước sạch rồi. Ừ, nước mưa. Nước mưa vẫn sạch. Vâng. Không thấy mùi vị tanh hay hôi gì nhá. Vâng. Về sao đó họng. Chuẩn đấy. Chuẩn. Úi giời. Úi giời. Nhiều luôn. Mà nó chưa thấy băng nhiều này á. Vâng. Năm nay là 28 tuổi rồi, lần đầu tiên thấy. Hai chín chứ, 29 tuổi mới thấy chứ, năm nay 29 rồi. À, năm nay 29. Không đi nổi. Trên cho anh nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn. Này, anh xem cái cành cây kia kìa. Đây. Cây kia bên kia là cây táo mèo. Cây táo mèo á? Vâng. Đấy, rồi. Nhiều bốc cả. Vâng. Quên mang bật lửa nhỉ. Này, giới thiệu với các cô các bác ạ. Này, phía bằng bằng kia. Này, chỗ đấy mới thì trên chúng em gọi là sân bay Y Tý. Ngày xưa là chỗ đấy đỗ sân của máy bay đấy. Thế á? Ừ. Sân bay Hải Thành. Này, Y Tý thì là một trong những xã mà cao nhất và xa nhất của huyện Bát Sát chúng em ạ.
Để đứng đây một tí ra này. Bây giờ cảm thấy rất là buốt rồi. Cây hầu như là gãy hết cả phần ngọn xuống rồi. Cây gãy cả cây này. Cái này mới thấy, đây này, cái cây này này nó bám này. Cẩn thận cho ngã nhá. Ừ. Đây, nhìn thấy chưa? Đẹp. Nhìn như con rắn luôn nhỉ. Đây, em bóc thử nhá. Ừ, tủ đá. Tôi có những ý tí phải là đỉnh lào thẳng là phía bên kia. Ừ. Này, rất dày luôn. Ngập cả dày luôn. Vào những cái mùa mây ạ thì cái đỉnh này là mọi người cũng đứng trên này săn mây. Đấy. Ở phía dưới như thế này. Tại vì ở đây thì em có cũng ít đi cho nên là cũng không biết là địa điểm ở dưới này là chỗ nào. Nhưng mà lên đây phải lên đây chụp ảnh này. Vâng. Thế đây là biển mây đấy. Sẽ có biển mây ở dưới này đấy. Ừ. Tại vì mấy hôm trước thì chúng em cũng có đi. Đấy, nhưng mà chúng em ngắm mây là ở đoạn dưới kia cơ. Đây là chú biết được từ ngọn cây rồi. Phía bên kia thì cũng như phía bên này thôi. Nghe tiếng róc rách róc rách róc rách là băng nó tan. Có lẽ là qua cái đợt rét này chắc không còn rét như bây giờ nữa. Chắc là rét cuối. Này trâu bò mà lên rừng này là chết định nhỉ. Như mưa ấy. Đấy, bây giờ thì có lẽ là video này thì em coi kết thúc thôi à. Nên em coi thì cũng hiếu kỳ như bao người khác thôi là cũng chưa được xem bao giờ. Thế nên là tiện lên dưới kia thì chạy lên trên này xem một chút. Và bây giờ thì em coi sẽ thả máy bay flycam bay vòng vòng đây để cho các cô các bác xem toàn cảnh một chút ạ.